Cả nhà mình đứng dậy ạ. Cả nhà mình đứng dậy, hôm nay mình khởi động cả chân nữa cả nhà. Những cái bài khởi động này là khởi động mình chạy cũng được và bơi cũng được nhé cả nhà. Mình duỗi thẳng chân ạ, duỗi thẳng chân. Xong là gập lên ạ. Duỗi thẳng ạ. Duỗi căng hết cỡ, gập lên hết cỡ có thể ạ. Duỗi hết cỡ có thể ạ. Gập lên ạ. Duỗi chân. Đổi chân ạ. Một ạ. Hai ạ. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy ạ. Bây giờ chúng ta quay nhé cả nhà. Quay chân ạ. Bảy. Quay ngược lại. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Chân bên này quay nữa cả nhà. Một. Bốn. Năm. 6, 7, quay ngược lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ạ. Hai chân đứng song song ạ. Chúng ta quay đầu gối ạ. Quay từ ngoài vào trong ha, 3, 4, 5, 6, 7 ạ, quay ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là các cái bài khởi động của chúng ta để chạy bộ hay bơi thì chúng ta đều khởi động trước ạ. Quay chân rộng nhé cả nhà. Năm, sáu, bảy. Quay ngược vào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bây giờ nhấc chân lên ạ. À. Một chân lên nha cả nhà, một chân lên trước. Chúng ta quay chân như này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Quay vào ạ. À. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Quay chân khác nhé, quay chân nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Quay ngược lại. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Xong rồi ạ. Bây giờ quay eo lườn nhé cả nhà. Chúng ta quay eo lườn một chút, xong lát nữa chúng ta sẽ làm một cái động tác mà chúng ta làm nhiều lần đấy ạ. Xem là bây giờ là mấy giờ rồi. Ok, còn thời gian chúng ta làm được. Tất cả cái các cái khởi động này là chúng ta dùng cho chạy trước khi chạy bộ hoặc bơi lội. Thì chúng ta chỉ quay eo lườn như cả nhà. Hai tay dang ra, xong là một chân chân trái lên trên trước cũng được và chân phải lên trước cũng được ạ. Thì chúng ta sẽ quay theo một cái chiều. Chân nào bước thì mình quay theo chiều đấy trước. Cứ vẫn tay thì vẫn dang ra như thế này. Quay hết một vòng ạ. Xong đấy là lại quay lại. 3 4 5 6 7 ạ. Bây giờ chân phải lên trước ạ. 2 3 4 5 6. Cả nhà biết mục đích cái này làm gì không ạ? Cái quay ở đây ấy, tưởng nó đơn giản thế nhưng mà mục đích làm gì? Để cho chúng ta là giữ được, làm quen với cái thăng bằng trước. Thì lúc bây giờ mà kể cả đạp xe cũng như vậy, bởi vì nhiều người mà không làm động tác này tưởng là mình rất là ngon nhưng đi một đoạn là có thể ngã chân. Rất nhiều người bị tai nạn là do mình chưa khởi động cái động tác này. Cho nên cái động tác này là nó cứ đơn giản thế thôi nhưng mà quan trọng đấy cả nhà. Bây giờ cả nhà mình vào động tác quay tay nhé cả nhà. Quay tay cái này là chúng ta sẽ quay trong vòng, chắc là phải quay đến
Quay 500 cái nhé cả nhà. Một bên là quay 500 cái. Cả nhà đúng rồi. Cái động tác này chúng ta quay này. Nhưng mà hôm nay là cái buổi để chúng ta vận động cho chạy bộ hoặc bơi thì chúng ta nhảy, chúng ta hãy nhảy chúng ta nhảy một nhảy 50 cái đi cả nhà. Cả nhà nhảy được cái này không nhá? Nhảy 50 cái đã, xong đấy thì bắt đầu chúng ta quay tay. Cả nhà chú ý này. Hai tay để chồng lên nhau, để chồng với nhau như thế này. Xong là đưa thẳng lên. Không cần chồng lên nhau cũng được, nhưng mà hai tay là thẳng nhau, nhưng mà nó giáp vào nhau. Nhưng mà ai mà thấy là mình không, mình để vào nhau là vững hơn thì mình để vào nhau. Bắt đầu là đưa thẳng lên trên ạ. À. Xong là cứ thế nhảy lên. Cứ thế nhảy lên, chúng ta nhảy được 50 cái nhé cả nhà. Cứ thế này nhảy lên ạ, à. Nhảy lên cao xong là dậm chân xuống. Ai mới ăn không ạ? À? Cái động tác này nó cũng nhẹ thôi, nó không khó, không không nặng đâu. Cứ thế này nhé cả nhà. Đấy, nhìn chân nhá, tay nhìn rồi đúng không ạ? Bây giờ nhìn chân này. Mình nhảy lên xong là cái chân mình thì hơi khuỵu xuống, nhảy nhẹ thế là được. Cứ nhảy như vậy nhé cả nhà. Giơ tay, tay thì lúc nào cũng giơ ở trên. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Tay lúc nào cũng giơ ở trên. Ai đã nhảy rồi cơ cả? Ngon chưa? Ok, cả nhà nhìn nhá. Tay mình giơ ở trên xong cứ thế nhảy nhá cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Xem nào. 50 chưa? Nhà mình ai được 50 rồi ạ? À? Ngon không? Ai chia sẻ đi ạ? À? 50 được không ạ? Thì cô Trinh nghe động tác này tốt cho chiều cao à? Để xong đấy là mình khi mình vận động thì nó sẽ giữ cho mình cái thăng bằng ấy. Toàn bộ cơ thể đương nhiên là tốt cho chiều cao chắc chắn rồi. Nhưng mà là khi mà mình vận động thì nó làm cho mình giữ được cái thăng bằng. Lúc bấy giờ lên xe hay là mình đạp hay mình chạy bộ mình không, nhiều người bị chóng mặt ấy, xây sẩm mà có thể bị ngã. Thì mình làm các động tác này trước. Nó sẽ đảm bảo cho mình giữ được thăng bằng. Cái nhà mình được không ạ? Ai chia sẻ đi ạ? Anh Trung nhảy động tác này thấy sao ạ? Cô chỉ nghe cái động tác nhảy này mệt. Mệt không ạ? Nó sẽ hơi mệt một chút mới tốt. Mệt một chút thì tốt, cả nhà thả lỏng nhé. Tác này nhảy hơi mệt. Mệt mới tốt ạ. À. Mỗi ngày phải cần có 30 phút chúng ta phải đổ mồ hôi liên tục thì mới đảm bảo được cái mức độ tập luyện. Chứ còn kể cả chạy bộ mà chúng ta tập luyện quen rồi, chúng ta chạy nó không đổ mồ hôi nữa thì chưa phải là tập luyện, lại phải cường độ cao hơn. Cho nên là mỗi ngày 30 phút không vấn đề. Cái này có 50 cái thôi. 50 cái được chưa ạ? Bây giờ cả nhà chuẩn bị nhá. Chuẩn bị chúng ta vào động tác chính này. Chính nhưng mà vẫn là các cái động tác mà để vận động cơ thể thôi ạ. Cả nhà đứng như thế này. Cả nhà chuẩn bị đứng để quay tay.
Và hôm nay chúng ta sẽ quay quay 500 cái này nhé. Đây nha này. Chân này đừng chéo lên trên nhá. Chân nào cũng được, bởi vì chúng ta sẽ làm cả hai chân. Cả nhà nhìn thấy chân không ạ? Xong rồi đầu gối thì hơi khuỵu xuống để chúng ta để tay ở đây, để tay ở đầu gối. Chúng ta có thể đứng bất kỳ chân nào nhưng mà sau đấy sẽ đổi chân đấy cả nhà. Được chưa? Nhìn thấy chưa cả nhà? Nhìn thấy không ạ? Rồi bây giờ bắt đầu này. Tay quay nhé cả nhà. Chúng ta quay này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cô Hải đọc tiếp đi ạ. 53, 54, 55, 56. Cô Hồng Hải đọc tiếp đi ạ. 57, 58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100. Bây giờ 1, chúng ta dừng nhé cả 2, nhà, dừng này để chúng ta 3, co chân lên. Cả nhà dừng để co chân lên nhé cả nhà. Bây giờ đổi người đọc đi ạ. Nhờ ai đọc tiếp đi ạ? Chị Hương đọc nhờ, à, thầy Thành Trung đọc nhá. Bây giờ chúng ta co đứng chân lên nhá. Bây giờ đứng con thẳng như lên này. nào con chắc à? Bây giờ chân đứng thẳng lên cả nhà. Quay ngược lại. 100 rồi, bây giờ chúng ta đứng thẳng chân lên. Đứng thẳng chân lên và quay ngược lại ạ. Vẫn cái tay này chúng ta quay ngược lại cả nhà. Quay ngược lại. 1. Quay ngược lại đi ạ. Thành Trung đếm nhá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bây giờ đổi chân đi cả nhà ơi, đổi chân ạ. À. Chúng ta đổi chân để đổi tay. Bây giờ lại đầu gối trùng xuống, đầu gối trước trùng xuống ạ. À. Đứng chéo chân đầu gối trước trùng xuống, tay một tay đặt vào cái chân đấy ạ, à. Đặt đặt vào đầu gối. Bắt đầu quay tay tiếp ạ. À. Cả nhà đếm Một, nha. hai, ba, bốn,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Chị cứ quay theo quán tính. À, 10, cô Hải ơi cứ quay theo quán tính đi. Quên là 13, mình cứ quay theo quán tính. 14, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, Giơ thẳng tay ra thôi, quay là sẽ theo quán tính. 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Chúng ta co đầu gối lên nào, đứng thẳng lên nào, bắt đầu quay tay ngược lại. Cả nhà ơi, có ai thấy vấn đề gì không? Cả nhà mình cứ quay, cứ đưa thẳng tay và quay thì nó sẽ theo quán tính. Cả nhà nhé. Thì mình sẽ không thấy mệt mỏi và không cần phải dừng lại. Cứ đưa thẳng tay ra và quên nó đi. Mình cứ quay là nó sẽ tự theo quán tính nó quay đi. Cả nhà co chân lên, bây giờ bắt đầu ngược lại nha cả nhà. Bắt Đầu đầu nha. như thầy thành thành trung đọc Rồi. nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Cả nhà ơi, ai làm Bác được, hết mồ ai hôi làm được rồi. 400 thế ạ? À? 400 rồi. Ai làm được 400 ạ? À? Có ai là ai làm đủ 400 không ạ? À? Đây. Nhà mình siêu Chị Hương giỏi làm đủ thế. 400. Chị Hương Làm siêu đủ giỏi thế ạ? À? Ai làm đủ 400 ạ? Giơ tay ạ. Chị À? Hương. Ai làm đồ giỏi thế, Minh Trà, Minh Thí đều làm đủ 400 hết Đúng, à, chị Hương cũng làm đủ 400 hết à, ngon vậy. ngon quá Ngon không? đó. Còn 20 phút ạ. Cả nhà thư giãn đi ạ. Cả nhà thư Giãn là đứng nhún chân à? giãn. Vâng, bây giờ cứ thư giãn thôi. Bây giờ À, ai nhún chân thì nhún chân, nhà mình nhún chân thêm một ít đi ạ. À? Mỗi ngày nhảy dạ. dây cũng tương tự. Mỗi ngày.
Cái quay tay này là nó ở cái hai cái cơ ai vai. có ai mà đi không? Cái nhà mình cái quay tay này nó ở hai cái cơ vai, nhưng mà bởi vì cái này này chúng ta làm xong đấy là chúng ta sẽ cố định cái sống lưng của mình ấy. Nhảy dây cũng cũng tương tự. Nhưng mà sau đấy nhưng mà mình sẽ cố định cái gì? Mình cố định cái xương xương sống này, hệ trục và cố định, thì nó sẽ vận động là vận động cái cơ, vận cái khối cơ vận động. Đấy, thì lúc bây giờ mình có làm gì nó mới không có mỏi tay, nó không bị sái tay. Đấy cả nhà. Cả nhà bây giờ cả nhà dậm chân nhé cả nhà. Nhớ là gót không chạm đất nhé cả nhà. Gót không chạm đất. Gót không chạm đất. Cái quay đấy để sau mình làm gì ạ? Mình làm quen với nó đã. Sau lúc bây giờ mình hoạt động mình thấy được là cái cơ vai của mình này nó rất là quan trọng trong bơi lội hay là đạp xe. Kể cả lúc chạy bộ thì nó sẽ tác động ở đâu? Bởi vì khi mà chạy bộ ấy, mình không đơn thuần là cứ thế là nhấc người lên là chạy, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ. Và lúc bây giờ mình sẽ tác động ở đâu? Cái cơ vai này mình cần vẫn phải tác động, nhưng mà hệ trục mình phải giữ thẳng. Thì chạy là mình theo quán tính được. Và lúc bây giờ là mình đi theo được cái lực hút của từ trường. Mình vận động đấy để mình quen, sau đấy mình giữ được cơ trục và mình chỉ vận động cái chỗ nào mình cần vận động thôi. Nhiều người cứ bị vẹo xương sống hay các thứ ấy là do mình chưa biết giữ cái hệ cơ trục của mình, hay là lớn tuổi cái là bắt đầu lưng hơi còng chẳng hạn, hơi gù chẳng hạn. Đấy thì là do mình chưa biết giữ cái hệ trục của mình mà biết giữ thì nó khỏe mà sống lâu hơn được nhiều tuổi đấy cả nhà. Bởi vì rất là nhiều người trong quá trình mình trưởng thành này, mình lao động này, mình làm việc này, thì cái xương của mình nhiều khi là nó bị đè nén cho nên là nó không được cân nữa. Thế mà chúng ta làm như này là nhiều khi mình cao được da hơn, bởi vì nó chỉ trả về vị trí cũ như ban đầu thôi. Còn thường là mọi người sẽ bị co vào mất động mấy phân, độ vài ba phân đấy, mà nhiều nhất là có người đến 7 phân. Thế nhưng mà khi mà chúng ta mà làm đủ các cái động tác thì nó sẽ trả về như cũ, thì chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn và nó ít bệnh tật, nó giảm thiểu đi. Thì phải biết làm thế nào thì nó mới đúng, có nghĩa là trong vận động, bởi vì chúng ta phải vận động cả ngày rồi nằm ngủ nữa. Thế thì chúng ta biết là cái cơ nào là cơ vận động thì chúng ta chỉ vận động cái cơ vận động thôi, còn cái nào cần giữ nguyên thì mình giữ nguyên, nó mới đi đúng cái sắp xếp và thứ tự của nó. Sau khi tập xong cái cơ vai này rồi thì buổi mai chúng ta sẽ làm một cái động tác khác nữa ở phần thân trên. Rồi hôm sau chúng ta lại bắt đầu là đạp chân. Đạp chân bằng cách nào chứ không phải là đạp chân như hôm trước là tự do trong ràng buộc nữa, mà chúng ta sẽ có cách đạp chân khác ạ. Giữ được cái ụ chân ở phía trước và gót thì nâng lên và chúng ta không gót không chạm đất. Cái này mà mỗi ngày làm được 1.000 cái thì rất là tốt ạ. Cả nhà có thấy đơn giản không ạ? Tất cả những cái bài tập này cực kỳ đơn giản nhưng mà nó lại rất là giá trị cho sức khỏe. Không phải là cái gì rất là khó khăn mà chúng ta phải tập, phải uốn cong, uốn lượn. Thật ra những cái đấy người ta làm nó chỉ là để, thứ nhất là đương nhiên là người ta có cái sự tập luyện và có sự dẻo dai, nhưng mà phải trả, chúng ta phải tập luyện rất là, trả một cái giá rất là, mất rất là nhiều thời gian
và chúng ta phải rèn luyện rất là lâu, nhưng ở đây chúng ta cứ đi từng bước một, nhưng mà chúng ta lại có một cái nền tảng rất là vững chắc. Thế cho nên là những cái mà cái những cái động tác mà nhưng mà những cái vận động ở những cái môn ví dụ như xiếc hay là những cái môn mà người ta yêu cầu cái thể hình của mình nó phải uốn lượn nhiều ấy thì lớn tuổi là người ta đâu có làm được, nhưng mà những động tác như thế này thì bất kỳ tuổi nào cũng làm được hết ạ. Những cái kia là chỉ tùy từng lứa tuổi thì mình làm được thôi, nhưng mà những động tác này thì ai cũng làm được, tuổi nào cũng làm được, mà nó lại tốt cho hệ trục của chúng ta rồi các cái cơ vận động nữa. Nhà mình thấy chạy rất là ngon rồi đấy, nhưng mà có một vài anh chị vẫn chưa chưa tập. Bạn Trà hôm trước bạn bảo thứ hai bắt đầu tập mà hôm nay chưa thấy vào nhỉ, cả nhà chưa thấy bạn Trà vào tập đúng không ạ? À không phải, Trà đây rồi, xin lỗi, bạn gì nhỉ, bạn bạn Ly Ly. Nghe tên Trà hay quá, phải nhớ Trà tên Trà hay quá cho nên nhớ Trà. Có bạn Ly à? Bạn Ly bảo là thứ hai vào tập mà. Xem thế bạn. Bạn Ly hôm nay là có ở văn phòng sửa không ạ? Hôm nay bạn Ly có bận không ạ? Ly từ đầu giờ chưa tập. Dạ. Ly bảo mấy hôm đầu Ly bận thì bắt đầu thứ hai Ly vào tập đi. Nhưng mà em chưa thấy ạ. Đúng rồi, chưa có. Hình như chỉ thiếu mỗi Ly thôi. Thiếu mỗi Ly đúng không ạ? Đúng rồi. À còn thiếu là bạn Thúy rồi. Dương Mai có. Dương Mai thì em vẫn Mai thấy Dương vào có. đều đấy ạ. Có đây, có đây. Nhưng mà chỉ tội là Dương Mai là không mở được cam thôi. Điệp cũng có rồi. Chị Điệp là hôm nào cũng vào sớm nhất. Chị Điệp ơi, những động tác này có dễ không chị Điệp? Ai ai đúng nào là số nhất này Chị Điệp hôm nào cũng vào sớm nhất rồi, đấy. Điệp đâu rồi, Mấy động tác này Điệp dễ ơi, không ạ? dạ Điệp thấy thế nào, động tác này Điệp thấy thế nào? Vâng, động tác này thì em thấy dễ, còn nhiều động tác em không làm Động tác gì chị không được. làm được ạ? À, như Động là tác nào không thở làm này, được? thở ấy, nhất là cái thở ấy. Tập 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 thở ấy, là vẫn chưa thả được. Còn động tác nào Thế nữa? còn nói chung là chỉ thuộc chỉ mang máng thôi. Chị Vâng. không làm được tối đa như các bạn đấy đâu. Ví dụ như là 100 cái thì chỉ làm được 6-70 cái thôi, 50 Dạ. cái Dạ. thôi. Chị không làm được hết. Chưa làm được hết là Không mệt. mình chưa thở ấy, mình khi mà mình có khí ấy thì lúc bây giờ mình làm cái gì cũng được ấy. Cho nên là cái mà học thở là vô cùng quan trọng. Vâng, cái học thở là quan trọng lắm ạ, bởi vì nhiều khi mình chỉ cần há miệng ra cái là hơi là đã phải hớp vào tận đến tận khí hải rồi, thì lúc bấy giờ mình thở là mình ngon, thì lúc mình tập mới được dai, mình tập mới bền, mình mới có sức bền được. Thì những cái này là tại sao mà phải học thở là vì thế. Cả nhà mình bây giờ có thể 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 nằm xuống để thở đi ạ. Chúng ta có thể học, chúng ta lại tập thở để chúng ta bấm thời gian. Mỗi ngày chúng ta tranh thủ là phải học thở để bấm thời gian, hít vào đến khí hải và hít vào đến lúc nào mà không chịu được nữa thì thôi. Xong đấy bắt đầu mới xì ra và xì ra từ từ đến lúc nào không chịu được thì thôi, nhưng mà xì ra là phải nén thật chặt cái bụng của mình và cảm giác là nén đến tận sống lưng ấy thì là mới được. Cả nhà bây giờ còn mấy phút cả nhà tập thở nhé cả nhà.
Bởi vì khi mà tập thở như vậy ấy, 10 phút đấy. thì lúc mình quay tay hay là quay chân hay làm bất kỳ động tác nào mình quên nó đi, mà tự nhiên là đã thở, là có khí rồi là tự tay mình nó mới quay theo được quán tính đấy. Thì bởi vì nó có khí mà, thì tay là cứ thế nó quay theo quán tính, chị phải quay hàng ngàn cái. Thế còn nếu như mà mình Sang chưa biết thở ấy, là nó mệt lắm mà không thể đi sẽ được. Các chị có thấy giọng của em thì nó mạnh không ạ? Em giọng em mạnh đúng không ạ? Là nó do khí. Mặc dù là vừa rồi là rồi hôm trước là bị nhổ hai cái răng số 8 này là mất rất là nhiều máu. Thế nhưng mà nghỉ đúng một hôm là bác sĩ bảo không được nói. Thế xong đấy là vẫn thì là em nói thì là vẫn thế đấy. Nói lúc nào là cái giọng nó cũng vang. À, đó là do cái khí. Cả nhà mình bây giờ cả nhà mình tập thở cả nhà nhá. Cả nhà mình bấm giờ đấy ạ. Nằm ngồi đều được, nhưng mà nếu mà nằm thì tốt hơn đấy cả nhà. Đứng cũng được ạ. Đứng cũng được. Nhưng cả nhà mình tập thở nhá. Không có khí là không là cội nguồn sức mạnh đến từ khí. Cho nên là chị bây giờ chị dùng cả ngày tập thở cho em cũng được mà. Cả nhà bấm giờ đi cả nhà. Đúng Bấm giờ này, bắt đầu bấm giờ này, em bắt đầu bấm giờ cho cả nhà nha. Khí hải này. Mình hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng và hít vào đến lúc nào cứ hít không thôi. Hít vào đến lúc nào không chịu được nữa thì thôi mà phồng cái khí hải này lên. Sau đấy bắt đầu thở ra từ từ và nén chặt cái bụng lại. Bao giờ cái cảm giác cái da bụng mình dính vào xương xương sống lưng ấy thì lúc bây giờ mình dừng. Cả nhà bắt đầu tập thở như cả nhà. Em bắt đầu bấm giờ như cả nhà. Bắt đầu bấm giờ cả nhà tập thở này, bắt đầu này, cả nhà nằm xuống tập thở đi ạ.
Hello cả nhà. Bích Trang có tập thở được Ừ. tập thở không? Hello. Biết ơn cả nhà lắm lắm ạ. Có ai chia sẻ gì không ạ? Cô Trinh ơi, cái phần Dạ. thở này phải tập nhiều hơn. Phần Nhỉ? thở phải tập nhiều đấy Mình ạ. Dạ. đúng rồi. Mình vẫn không Vì thở như ngay cả chị được. này, chị cũng thở nhưng mà có đôi lúc nó cũng bị luống cuống, cho nên cái phần thở là mình phải tập nhiều hơn. Đúng là khí Phải là sung đấy, cứ mỗi một lại. ngày thì lại phải tập thở để làm sao mà khi nào phải khí nó phải thật thông. Khí thật thông thì lúc bấy giờ chúng ta vận động nó rất là đơn giản. Đấy, sau đấy là mình vận động mình chỉ nhắm tới là cái này là 100 hay 1.000 thôi. Thế là mình cứ thế mình làm là nó cứ thế là nó tới à. Nhưng phải có khí, không có khí là nó không đi được đâu. Không có khí là nó không đi nổi. Nhưng mà nếu mà đã có khí rồi thì lúc bấy giờ mình chỉ nhắm tới là gì? Tôi phải chạy bao nhiêu cây, tôi phải làm gì đó là tự nhiên mình vận động nó rất là thoải mái và nó đi theo quán tính là nó sẽ đi, nhưng bắt buộc phải có khí. Không có khí là nó dừng lại luôn, không đi được, không không vận động được. Đó. Hoặc là đến một đoạn nào đấy là nó mệt, nó sẽ dừng lại luôn. Cơ thể mình nó cảm thấy là nó mệt, nó hụt hơi. Đấy. Là mình không làm được nữa. Cho Có nên là ai trong thử xem cô Trinh hỏi xem có bạn nào mà chân tay lạnh này, hay là tay lạnh, hay là một cái gì đấy trong cơ thể mình nó bị lạnh mà mình họ cảm nhận được ấy, thì sẽ chú ý đưa khí đến cái chỗ đó. Tại vì thường thấy như là mẹ Hường ở đây hồi trước chân tay lạnh ấy. Thế xong rồi là tập mình cũng xoa bóp, cũng tập, dạo này chân tay của cụ nóng lên rồi. đấy. Cái khí là Đấy. quan trọng, bị thương ở đâu mà mình đẩy khí về đấy, bởi vì ý thì sẽ dẫn Nó sẽ khí, nhưng mà khí là phải nhanh. nén lại, mình phải nén lại, mình phải đưa được vào cái hộp khí, cái khí hải đấy người ta gọi nó là cái hộp khí. Khi đưa khí vào đấy rồi bắt đầu nén lại thì bắt đầu mình lại xì ra, nhưng mà mình lại dẫn ở đâu thì nó đến đấy. Ví dụ mình dẫn ở lưng nó sẽ ra lưng, dẫn ở gáy nó sẽ ra gáy, mà dẫn ở đầu nó sẽ ra đầu. Đấy, mình nén lại này. Mình muốn dẫn nó ra đầu thì phải dẫn ý của mình nó phải đưa lên đầu thì ý nó khí nó sẽ đi ra. Muốn nó ra lưng nó sẽ ra. Thế cả nhà. Khi Cả đến nhà đâu tập thì là trận đi huyết ạ, đến chắc chắn đó. là chúng ta làm được, nhất định là chúng ta làm được. Đây, cái khí này quan trọng. Nhất định là chúng ta làm được, cho nên cả nhà tập tập dần đi để bao giờ khí nó thật là khi mình vận, người ta gọi là vận khí đấy, khi nào mà mình vận hành được nó thì lúc bây giờ cơ thể mình thực sự là rất ngon. Đấy. Họ thêm được mấy tuổi đấy cả nhà. Biết ơn cả nhà lắm lắm rồi. Rồi xin quá 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 giờ rồi cô Trinh ơi.
Dạ biết ơn cả nhà. Cả nhà mình dừng ở đây nhé. Và xin chào cả Xin nhà nhé. chào Xin chào cả nhà.